Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình nha. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai cái sản phẩm mới ở bên mình đó, để giới thiệu cho các bạn có thể tham khảo qua đó. Và các bạn nào cần mua hàng hay một trong hai cái sản phẩm này thì có thể ghé qua ủng hộ shop mình nha. Thì nói chung là hai cái sản phẩm này thì nó mới thì nó cũng không có mới lắm nha các bạn. Thì hai sản phẩm cũng là sản phẩm cũ rồi, nhưng mà mình có một chút thay đổi một tí. Thì mình muốn nói rõ cho cái video này để mà cho các bạn tham khảo nó kỹ hơn nha. Và cái sản phẩm đầu tiên đó chính là cái chai khử mùi các bạn. Đây, chai khử mùi đó. Và cái sản phẩm thứ hai đó chính là hai loại thức ăn hàng ngày mà hiện tại mình đang bán á. Thì cái video hôm trước mình review đồ ăn á, thì mình đã có nói qua hai cái loại này rồi, nhưng mà mình nói mình cũng chưa có kỹ lắm, mình có thiếu sót một vài điểm, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu lại nha. Đó, hai cái loại thức ăn, một loại cơ bản và một loại siêu bổ. Đó, hai loại mới này thì một tí mình sẽ nói chi tiết hơn hai loại này luôn cho các bạn tham khảo qua nha. Rồi, và đầu tiên là về cái chai khử mùi các bạn. Cái chai khử mùi này á, thì đây là cái chai cũ nè các bạn. Đây, chai cũ đó, chai cũ thì nó sẽ như thế này. Thì về cái chai cũ này thì các bạn ủng hộ mình rất là nhiều đó, trên Shopee rồi các bạn ủng hộ mình rất là nhiều luôn. Cái chai này thì nó khử mùi cũng khá là ok các bạn, nhưng mà khách mình xài thì cũng khá là nhiều người đó các bạn. Người ta đánh giá, người ta gửi đánh giá là cho mình đó là cái mùi khử mùi, cái mùi thơm này thì nó hơi bị gắt, vì thế là có nhiều bạn xài nó sẽ bị có nhiều người bị dị ứng hay là sau đó thì nó bị nồng. Nó thì có nhiều khách người ta nói rằng là cái mùi này nó không có được ok chứ lắm đấy. Cũng thì nói chung là mình không biết sao, cũng có nhiều bạn thì bảo là xài rất là ok, cũng có nhiều bạn thì bảo là cái mùi này nó gắt quá đó. Thì hôm nay mình sẽ có một cái sản phẩm mới, nó cũng là chai khử mùi luôn. Đây đó, đây là một cái sản phẩm mới nha các bạn đó. Thì đối với cái chai này thì cái dung tích hai cái chai này nó đều như nhau nha. Đấy, cái chai này thì nó lùn nhưng mà nó bự hơn một tí, nó cái đường kính nó to hơn một tí, còn cái chai này đường kính nó nhỏ nhưng mà nó cao các bạn đó. Và dung lượng nước thì nó vẫn như nhau đó, nhưng mà cái mùi của cái chai này á, thì nó sẽ nhẹ hơn đó. Và những bạn nào mà có dị ứng về mùi đồ á thì các bạn có thể sử dụng cái loại mới này của mình. Đấy, giá của nó thì hiện tại là mình lấy thử trước 50 chai các bạn, và mình bán hiện tại còn 6, 7, 8, còn 9 chai đó. Mình lấy thử trước, đây là sản phẩm mới cho nên là mình lấy thử trước 50 chai để bán thôi, và sắp tới mình sẽ về thêm loại này nữa nha. Đó, và giá hiện tại mình bán là 22.000. đây, đấy mình có dán giá đây các bạn đó, 22.000 một chai như thế này. Thì cái chai này nó sẽ rẻ hơn cái loại này. Loại này thì giá cũ là 35.000 một chai, cái loại này thì nó dạng như là nó đậm đặc hơn các bạn đó. Nhưng mà cái loại này á, theo mình thấy á, thì mình chuyển qua loại này thì cũng rất là ok nha các bạn. Thứ nhất là cái mùi nó nhẹ, thích hợp cho tất cả những bạn nào cũng xài được hết đó. Đối với những bạn nào bị dị ứng mùi thơm rồi đó thì các bạn vẫn xài loại này được. Và cái thứ hai đặc biệt của trên cái loại dung dịch mới này là nó sẽ khử trùng rất là tốt luôn. Đây, như là ở trong này mình có ghi nè, để nó diệt khuẩn được khoảng 90% vi khuẩn gây hại cho thú cưng nha. Thì đối với cái dung dịch này thì các bạn có thể sử dụng cho chó mèo. Chó mèo thì các bạn có thể vệ sinh xung quanh cái chuồng hoặc là cái đế chuồng, chỗ đi vệ sinh rồi đó, các bạn có thể sử dụng chai này luôn. Hoặc là các bạn nuôi những cái loại pet khác như là bọ rồi là sóc rồi đó, thì cái đế chuồng nó đi vệ sinh phía dưới được cũng khá là dơ, vì thế là các bạn rửa sạch rồi các bạn có thể xịt khử mùi cái này đó. Thứ nhất là nó sẽ khử hết cái mùi hôi đi khoảng đâu đó 90-95% nha đó. Và ngoài ra thì nó sẽ giúp cho các bạn là khử được những cái con vi khuẩn ký sinh đó ở trú ẩn ở dưới cái đế lòng đó, dẫn đến là sức khỏe của con thú cưng của bạn nó sẽ ok hơn đó, nó sẽ khỏe mạnh hơn nha đó. Còn về mùi thì mình đã nói rồi, cái loại này thì nó nhẹ hơn cái chai cũ nha các bạn. Nó nhẹ hơn, thí dụ cái chai cũ là mùi thơm nó là 10 đi, thì cái chai mới này nó khoảng 4 thôi nha các bạn, 4-5 thôi đó, thì nó nhẹ hơn rất là nhiều, thì sẽ thích hợp cho hơn cho nhiều bạn nha. Còn cái dung tích nước dung dịch trong này thì nó vẫn bằng nhau nha các bạn đó, nó không khác gì hết. Ở chai mới thì nó vẫn là chai xịt luôn đó, chai thì mình cũng thay đổi kiểu luôn nha, đấy vẫn là chai xịt luôn đó. Và cái chai này theo mình thấy là xịt cái tốc độ phun của nó ra thì nó sẽ nhanh hơn, nhanh hơn dẫn đến là cái nước nó phun ra nó sẽ chính xác hơn đó. Thí dụ như cái chuồng của bạn rộng, các bạn muốn xịt một góc thôi hoặc là xịt chỗ nào đó thì nó sẽ chính xác hơn nha đó. Còn cái chai này thì cái tốc độ phun nó khá là chậm các bạn đấy, mình không biết sao cái chai này nó xịt khá là chậm luôn đó. Ở cái chai này vẫn có nắp đậy đồ đàng hoàng đấy,
thì các bạn đậy lại cho nó sạch sẽ. Đó, ok chưa? Còn trong cái tem mới này thì không có hình mấy cái con bét này các bạn. Không để hình này luôn. Đó, để hình này thì nó thấy nó khá là dư các bạn. Nó có mấy dòng chữ thôi thì nó rất là dư. Nó không có đầy đủ chi tiết cho lắm. Thì ở đây với đối với cái chai mới thì mình sẽ để công dụng nè, cách sử dụng và lưu ý đầy đủ rõ ràng cho các bạn nha. Các bạn đem về chỉ cần đọc hết cái dòng này là các bạn có thể sử dụng được nha. Đó, công dụng rồi những cái lợi ích của nó cũng như là cách sử dụng cũng như là lưu ý các bạn bảo quản như thế nào luôn nha. Và cái giá hiện tại là 22.000, các bạn có thể tham khảo trên web của mình nha. Khoảng chiều nay thì mình sẽ cập nhật trên web luôn. Rồi, về cách sử dụng thì ở trong này nó cũng có, nhưng mà bây giờ mình sẽ nói sơ qua nha các bạn. Thì các bạn sử dụng thì đối với cái lồng như thế này thì các bạn xịt ở phía dưới cái đế nha các bạn. Cái đế nhựa nè, các bạn xịt ở phía dưới. Đó, xịt đều xong các bạn để khoảng 10 giây đi ha, cho cái dung dịch nó sẽ diệt khuẩn cho cái đế lồng các bạn nó sạch nha. Hoặc và nó sẽ khử mùi luôn. Tại vì các bạn xài cái đế nhựa như thế này á, đa số các bạn xài lồng là xài đế nhựa hoặc là hồ mica đâu đó, hoặc là hồ kính đâu được xài được hết. Thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ giữ là cái mùi hôi của cái nước tiểu của con chuột các bạn, hoặc là nước tiểu của mấy con bét á, thì nó sẽ giữ là cái mùi hôi nhất định. Thì thế là các bạn sử dụng cái chai này thì nó sẽ khử bớt cái mùi hôi. Đó, khử khá là hiệu quả luôn và sẽ giảm cái mùi hôi rất là nhiều đối với những bạn nào mà nuôi trong phòng máy lạnh rồi đó, hoặc là nuôi trong cái nhà trọ nhỏ nhỏ thì các bạn có thể sử dụng cái sản phẩm này. Đó, giá khá là rẻ luôn, sản phẩm mới thì giá nó rẻ hơn nha. Rồi sau đó thì các bạn lấy giấy ăn của mình á, giấy xúc cũng được. Ở đây thì mình sẽ có một bịch giấy Trung Quốc như thế này. Đó, giấy này cũng được, hoặc là giấy xúc giấy ăn bình thường cũng được. Các bạn lau khô lại. Đó, lau cái dung dịch lại nha. Các bạn lót chuồng vào và thả con chuột hamster của bạn vào như bình thường. Đó, và các bạn lưu ý là ở đây mình có để là không có xịt trực tiếp lên lông của thú cưng nha các bạn, hoặc dùng cái dung dịch này để pha với nước tắm cho thú cưng nha. Đó, thì các bạn lưu ý là hai cái điều đó là không có xịt trực tiếp lên lông nha. Đó, các bạn chỉ xịt gián tiếp để vệ sinh cái đế này thôi. Đó, và lau sạch xong lót con chuột mới vào. Và đối với những con bé khác các bạn cũng làm tương tự nha. Thì cái sản phẩm này thì nó sẽ không có hư, có gây hại tới da tay của các bạn nha, cho nên là các bạn cứ yên tâm, mình đã sử dụng khoảng 1.5 tháng rồi. Ở sản phẩm mình sử dụng 1.5 tháng rồi, mình thấy ok mình mới dám bán nha các bạn, chứ không phải là mình nhập hàng về và bán liền đâu nha. Món thứ hai mình muốn giới thiệu cho các bạn là về hai cái loại thức ăn hàng ngày mà hiện tại mình đang bán. Đây, hai loại này thì cái bịch nó cũng khá là giống nhau nha các bạn. Nhưng mà một bên thì cái loại này là 25.000, nhưng mà nửa ký, giá hiện tại là 25.000 nửa ký. Thì trong cái loại thức ăn cơ bản này thì nó sẽ có tất cả các loại hạt, ví dụ như là hướng dương nè, đậu nè, đậu phộng, rồi những hạt nhỏ nhỏ, cơm, gạo, rồi nói chung tùm lum hết. Nhưng mà nó sẽ không có sâu, nó sẽ không có bánh này kia, nó chỉ có bánh cho chó thôi nha các bạn. Với lại trái cây thì nó vẫn có luôn nha, trái cây vẫn có luôn. Và đặc biệt là nó không có sâu, với lại một số cái thức ăn dinh dưỡng siêu bổ khác dành cho hamster. Thì cái loại này thì rất là thích hợp cho những bạn nào mà muốn nuôi với chi phí trung bình hoặc là thấp á, thì các bạn có thể mua loại này. Đó, một bịch nửa ký 25.000, giá rất là rẻ luôn. Các bạn có thể cho như mà các bạn nuôi hai con chuột á, thì các bạn có thể nuôi được khoảng hơn 1 tháng nha các bạn, hơn 1 tháng luôn á. Đó, các bạn có thể mua loại 25.000 này cho nó ăn hàng ngày vẫn ok. Còn các bạn muốn cho nó béo thêm thì có thể mua 1-2 bịch thức ăn dặm cho nó ăn thêm, vẫn ok nha. Đó. Rồi, còn ngày ra thì mình sẽ có thêm một cái sản phẩm mới nữa là thức ăn siêu bổ. Thì thức ăn này thì nó vẫn như cái loại này, nhưng mà nó sẽ bổ sung thêm bánh nè. Đó, bánh xương nè. Trái cây sấy thì hai loại đều có rồi. Và sâu nữa các bạn, sâu. Đó, rồi bánh quy nè. Đó, rồi cây ti, kẹo trái cây. Đấy. Rồi thêm một loại bánh tròn tròn nè, bánh quy tròn nè các bạn. Đó, và thêm bánh cá, rồi nói chung là rất là nhiều. Nói chung là thêm cỡ khoảng 5 loại thức ăn dặm khác nha các bạn. Khoảng 5 loại thức ăn dặm khác vào trong bịch thức ăn siêu bổ này. Thì giá là 39.000 một bịch, nửa ký. Đó, thì cái loại này thì nói chung là bên mình bán nó sẽ không có nhanh bằng loại này. Thì tại vì cái loại này thì thích hợp đối với nhiều người hơn, ở giá nó rẻ hơn. Và cái loại này thì cũng có rất là nhiều bạn mua và ủng hộ bên mình.
Tại vì cái thức ăn loại này nó bổ thì nó sẽ giúp cho con chuột của bạn nó đầy đủ dinh dưỡng hơn, đó nó mập hơn. Đó, đối với những bạn nào muốn vỗ béo rồi đó thì các bạn có thể mua loại này. Hôm trước mình có tư vấn sơ sơ qua cho các bạn trong cái video review thức ăn á. Và đặc biệt nữa là trong cái thức ăn này thì cái mùi nó rất là thơm nha các bạn. Đấy, cái mùi nó rất là thơm luôn. Mình cho mấy con chuột nhà mình nó ăn thử một vài bịch đó thì mình thấy cái mùi rất là thơm. Và đặc biệt là cái con chuột, mấy con chuột của mình nó rất là thích ăn luôn. Đó, mùi thơm thì dẫn đến là sẽ kích thích mấy con chuột của bạn nó ăn nhiều hơn nha. Đấy, đặc biệt là những con chuột của bạn nào mà nó ốm ốm á thì các bạn có thể mua loại này cho nó ăn thử một bịch thôi cũng được, cho nó là bồi bổ sức khỏe nó lại. Rồi các bạn cho nó ăn cái loại cơ bản này lại hàng ngày vẫn ok nha. Rồi, và đây là hai cái sản phẩm mới mà mình muốn giới thiệu cho cái video này cho các bạn tham khảo qua. Thứ nhất là khử mùi, chai khử mùi nè. Chai khử mùi này hiện tại mình chưa cập nhật trên web thì là Shopee nha các bạn. Khoảng một tí nữa mình cập nhật trên web thì là Shopee với lại giá và hình ảnh chi tiết luôn. Đó, còn về thức ăn hai cái này thì mình đã có cập nhật trên web của mình và Shopee luôn rồi. Đó, các bạn có thể lên hai cái trang đó để tham khảo hoặc là inbox vào fanpage Facebook của mình để mà đặt hàng trực tiếp luôn cũng được nha các bạn. Đấy. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Các bạn cần mua hàng hoặc là mua lồng gì đó cho hamster với giá rẻ, giá hợp lý thì các bạn có thể ghé qua ủng hộ mình nha. Còn về lồng hamster thì khoảng 2 tuần nữa mình sẽ có một cái đơn hàng khá là đặc biệt. Mình sẽ review sơ qua cho các bạn xem cái đơn hàng đó luôn nha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình ra nhiều video nữa cho các bạn xem nha. Và nhớ đăng ký ủng hộ mình thật là nhiều nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.